Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay mới có thời gian để làm cái loa điều khiển từ xa. Đây cái dòng loa mới nhất. Dòng loa này là VKS998. Vâng. Dòng này thực ra nó như con VKS898 thôi. Con VKS898 nó cũng như này. Con này là có đôi chút khác. Thứ nhất khác về kích thước của loa, nó nhỏ gọn hơn một tí, và kích thước của điều khiển. Đây em dở ra cho các bác xem luôn. Còn phụ kiện cái thứ nó đi theo thì nó vẫn đầy đủ như nhau, không có gì khác cả. Đây loa của nó đây, tất cả bốn góc đều vát tròn hết, nó nhỏ gọn hơn một tí thôi. Đấy, còn công tắc nguồn đây, công tắc nguồn đây các bạn. Đấy, nó cũng như nhau. Đây là chỉnh. Đây, còn tất cả mọi chức năng như nhau hết. Còn điều khiển của nó đây, điều khiển của nó cũng vát như kiểu con điện thoại. Đấy, nói chung là cầm nó cũng êm tay, nó vát tròn bốn cạnh đi, không vuông cạnh như con kia nữa. Mà em cũng chưa thử xem là điều khiển nó vào với nhau được không, điều khiển con này với con mới xem nó vào với nhau được không thì em chưa thử. Lúc nào em có thời gian thử em làm video cho các bác xem luôn. Đây còn pin sạc các thứ đầy đủ. Nói chung là pin dùng chắc là cũng như con kia. Thì nó vẫn là dòng hai pin mà các bác. Không phải dòng một pin. Dòng một pin chỉ có con mặt đen dòng một pin thôi. Đây con VKS998 nhá. Đấy, bên em luôn luôn cập nhật các dòng loa mới. Tại vì thời gian qua em làm cái đồ bận chim đêm nên ra là công việc nó hơi bận. Hôm nay làm việc video gửi tới toàn thể các bác. Bác nào cần mua dòng loa đời mới này cứ liên hệ em nhé. Giá nói chung là giá thì các bác không phải lo, giá nó giá mặt bằng chung rồi. Còn em bán rẻ hơn anh em chỉ được 12.000. Đấy thế thôi. Còn bọn em bán dòng loa này thì bao nhiêu thì em khắc để số điện thoại bên góc phải màn hình này, để cho các bác gọi điện trực tiếp cho dễ liên hệ. Các bác mua hàng bên em nhận hàng kiểm tra hàng xong về trả tiền nhé. Đúng các hàng các bác đặt thì các bác trả tiền, không đúng thì các bác làm ơn gọi điện lại đến bên em để bên em xác minh lại nhé. Em xin chào toàn thể các bác. Em làm cái video này thông báo toàn thể các bác, bên em luôn cập nhật tất cả các mẫu mới, loa mới, âm ly đầu loa, nói chung là mẫu gì mới bên em đều cập nhật hết để gửi tới toàn thể các bác. Chúc các bác sức khỏe, kiếm được thật nhiều chim. Nói chung là anh em mình làm nghề đánh chim mà chỉ mong sao đánh được thật nhiều chim thôi. Xin chào toàn thể các bác nha, hẹn các bác video lần sau. Bác nào thấy ai có thể ủng hộ bên em chia sẻ kênh của em nhé. Em xin chào.